Một số nhà cửa tiền bảo hiểm ở California thay đổi rất là nhiều. Ông sếp coi về bảo hiểm cho những hãng bảo hiểm tính đến chuyện rủi ro biến đổi khí hậu, đưa ra giá mới của bảo hiểm. Hiện tại ngay bây giờ chúng ta đang sống trong tình trạng phi thường. Sau khi gần cả 10 năm nhiều thiệt hại xảy ra, California đưa ra chương trình này để giữ lại những hãng bảo hiểm để họ khỏi chạy trốn bảo hiểm cho nhà cửa. Hiện tại, California đang gặp nhiều tình trạng xảy ra làm cho bảo hiểm trục chặt vấn đề một chút xíu. Làm cho có bảo hiểm hết tất cả, đó rất là quan trọng cho kinh tế trong lúc này theo những nhà chuyên môn nói nếu mà để cho bảo hiểm đưa ra tính đến rủi ro về thiên tai lũ lụt hay là cháy rừng của tương lai đó sẽ trở thành thảm khốc xảy ra hãng bảo hiểm họ lấy cớ về cái chuyện mà thiên tai xảy ra thay đổi giá cả bảo hiểm liên tiếp 35 năm nay thì họ đã ăn rất là nhiều tiền rồi nghiên cứu mới bảo cho biết có 39 triệu người trên Hoa Kỳ đã đối mặt về tiền bảo hiểm tăng bút chỉ. Có nhiều hãng bảo hiểm hiện tại trong lúc này họ không có bán bảo hiểm nữa, giống như ở những tiểu bang Florida và Louisiana. California trong lúc này giá cả lên rất là mát. Tôi mới nhận được cái hóa đơn của bảo hiểm. Nó tăng lên cấp đôi của hồi năm rồi. Khi California cho bảo hiểm tính tới rủi ro rồi đưa ra giá tiền làm như vậy bảo hiểm họ sẽ bán cho nhiều khu nhà cửa hơn khu nhà dễ bị rủi ro ngày hôm nay đang cố gắng giữ lại bảo hiểm nằm ở bên california nếu người dân ở đây có tiền để mà mua ông buổi sáng ngày hôm nay lũ lụt đang xảy ra còn có nhiều chỗ bị cúp điện hướng đông trên hoa kỳ cơn bão Ophelia đang đi về hướng đông, đang đi vô Maryland. Tối ngày hôm qua, cơn bão Ophelia làm cho ngập lụt về chi nhà. Gió thổi mạnh làm cho nguy hiểm dọc bờ biển. Nhiều cây bị gãy làm cho nhà hư hại. Đổ bộ vào bờ ở North Carolina vào bữa thứ Bảy. Khu nhà cửa gần biển bị ngập lụt, sóng Chàng vô trong bờ. Bị sóng lớn tràn vào, không có tưởng tượng chuyện này sẽ xảy ra. Bá bay trịch thăng khấu score, đã bay gọi đèn để chỉ đường đi. Cứu năm người, ba đứa nhỏ, bão gió thổi mạnh, làm cho cây ngã, gần cả ngàn người bị cúp điện. Ở ngay Greenville, cảnh sát đã cứu một con chó bị cuột ở ngay cái hàng rào. Chỉ còn vài in nữa thôi là nước tràn lên, chó bị ngập chết. Delaware, mưa bão kéo tới, gió thổi rất là mạnh. Chọc theo bờ biển, khu nhà gần ở bên trong. New Jersey bão Ophelia biển mạnh đập vào bờ. Lúc đó, chính phủ đưa ra cảnh báo, sóng ở ngoài rất là mạnh. Có nhiều khu ở xung quanh ở đây đã bị ngập lụt. Cú ra khỏi xe, xe bả bị kẹt ở dưới nước. Những người dân sống chỗ này đang rất là lo chuyện gì sẽ xảy ra sắp tới. Mưa ngập lụt rất là nhanh, không thể nào tưởng tượng được giống như mình đang đi trên đường. Mười phút sau mình đi trở lại con đường cũ, nước đã ngập hết. Vào buổi sáng ngậm này, có rất là nhiều người đang dọn dẹp trở lại sau khi mưa lớn, gió mạnh xảy ra cơn bão Ophelia làm rung động hướng đông, làm cho nhiều chỗ bị ngập lụt, dây điện bị đứt, cây bị ngã. Cuối tuần đầu tiên vào mùa thu, đủ chuyện xảy ra. Ophelia đổ bộ vào North Carolina vào bữa thứ Bảy. Gió thổi mạnh lên tới 70 ma một giờ. Mưa rơi dài in, làm cho nhiều cơ sở làm ăn, nhà cửa bị hư hại. nước nó ngập lên tới chỗ này tình trạng khẩn cấp được ban hành ở north carolina cả luôn virginia và maryland sau khi đó bão này đi vô trên trong bờ một trong khu nhà ở pennsylvania cây bị ngã làm cho dây điện đứt rồi bị cháy cả trăm người sống khu nhà chỗ này buộc phải rời khỏi sau khi đó cơn bão ophelia trở thành chỉ mưa lớn cyclone, nhưng mà vẫn còn tiếp tục đe dọa. Một cặp đám cưới như ước mơ biến trở thành một cơn ác mộng. Cái nhảy đầu tiên lúc đó được bắn pháo bông đủ hướng. Cô dâu chú rể bỏ chạy một số người cũng chạy chung. Nhưng mà có nhiều người không có chạy trốn kịp. Cháy làm hơn 90 người đã bị chết có rất là nhiều người đã bị thương một người ma sơ ở gần đó nói cho biết xác chết được kiên ra liên tục có một số người chạy ra cứu được người nào hay người đó cứu hộ chạy tới giúp đỡ những người bị thương vô gần nhà thương chỗ này nhà thương đông nghẹt người bị thương theo ông xếp chỗ này nói cho biết đa số những người bị thương ở đây đó là bị phỏng trời sáng lên nhìn thấy nó hư hại rất là nhiều từ cái drum quay xuống thấy nguyên cái nóc bị sập trong cái building bị cháy rụi hết có nhiều cây sắt bị quéo bị gãy treo tròn ten ông này đã tìm được một cái không có tưởng tượng được trong cái cháy này áo của má ổng sau khi bị cháy theo nhà chức trách báo cho biết họ đã bắt chín người làm dính dám tới cái cháy Sếp ở đây nói cho biết những cái người coi về cái chương trình của đám cưới này không có cho đốt pháo bông ở bên trong. Ngày hôm nay có rất là nhiều gia đình và bạn bè chung một cái buồn. Đó là một cái đám ma chung những người đã bị chết. Có gần cả trăm ngàn người tưởng niệm những người đã mất. Đáng lẽ ngày hôm nay, đó là một cái ngày ăn mừng vui vẻ. Không ngờ biến trở thành chuyện thảm khốc xảy ra. Điều tra nói cho biết đây là bắt đầu là một trò chơi, trò chơi tên là điên đòn đi. Đá ngay cái cửa là bỏ chạy. Nhưng mà người trẻ này đã đá nhầm ngay cái nhà cảnh sát. Những gì xảy ra kế tiếp đó là lý do tại sao mà các anh cảnh sát này đang bị buộc tội đánh thiếu niên. Đây là cái quyền quyết định của anh cảnh sát. về cái cách mà đòi lại cái sự công bằng. Cái video game cho nhìn thấy, anh cảnh sát bắt đi một người tên Al, sau khi đó là kiếm tới cái anh tên là Jayden. đó là cái người đá vô ngay cái cửa rồi bỏ chạy. Anh cảnh sát này khi bắt đứa nhỏ tắt đi cái máy quay phim ở trên người, đã đục vào mặt 15 tuổi bị bắt ngồi sau xe. Nhìn thấy ở trong quay phim, anh Jay đang kêu gọi giúp đỡ. Má ơi giúp con, luật sư đại diện cho cái gia đình của anh chê nói cho biết hình ảnh anh chê bị thương bể một bên con mắt hai người bác sĩ làm liên tục 8 tiếng đồng hồ để một cái miếng kẹp ở dưới con mắt và mừ một con ốc họ giúp đỡ sửa lại cái mặt anh chê bị gãy trong lúc này anh qua tờ cảnh sát bị đình chức nói là anh ta vô tội trong lúc này, của đài đã kiếm anh Walter cảnh sát, nhưng mà anh ta chưa có trả lời. Đối với một người mẹ và một bà ngoại, khi xem cái video đó, nhìn thấy rất là khó chịu. Đối với một người tòa án coi về chuyện này, nhìn không thể nào tưởng tượng được cái người cảnh sát lại làm như vậy. Anh Walter cảnh sát bị đình chức không có trả lương. Cái người xếp của anh ta đưa ra xin lỗi về chuyện này. Đối với người bị thương và gia đình ảnh hưởng những gì ông qua trời đã làm tôi đây xin lỗi